Xin kính chào cô chú anh chị trở lại với kênh YouTube Sùng Mỹ Linh. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Chúc cô chú xem video vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì chỉ mất chín non này chảy rồi vô pua nên phổ lúc phanh nè cái ấy là số anh ra cái số là chỉ mất chín non là số à chưa đi chào bà bảo là không có gì ăn các bác ạ, bà bảo là ăn linh tinh thôi cũng không có gì ăn, bất cứ nói cho nghe là không nói là tay ấy là khoan mềm tay là cho nhà lúc là uốn tay rồi, tay là không nổi nữa, tay bà bảo là cũng bà bảo là có mấy góc ngô ở trước cửa này là bà bảo bẻ về để tí nữa luộc ăn trưa nữa các bác ạ, bảo không có gì ăn đấy, rất là thương bà các bác đấy, bà ở một mình các bác ạ, ở cái nhà này thì từ cái bức tường này sang bên kia 2 mét nhá, ở xung quanh là 2 mét, ở xung quanh là không được 2 mét, xung quanh 1 mét rưỡi em biết giữa mét sáu thôi, bởi vì chỉ vừa bám một cái giường thôi, đây này bí lì đứng đây 1 mét sang cái giường rồi, nhà rất là nhỏ bí lì nói chuyện mà phải đứng ở ngoài các bác ạ, không là vào trong nhà thì sẽ chật quá, cho nên là rất là thương bà, mà sống có một mình thôi
Như trước thì Mỹ Linh cũng nhưng mà các bác xem thức phim trước thì cũng đã biết là bà thì không có con cái, không có anh em. Trước thì bà ở một nơi rất là xa về đây lấy chồng, thì là chồng về thì bà lại là không sinh được con, để không sinh được con cái ấy. Thì là ông thì đến tuổi già thì ông cũng mất rồi. Thế hiện tại có một mình bà thôi. Bà sống một mình thôi các bác ạ. Ở đây thì chắc là bò. Ở đây luôn đó. Cái bảo bà cũng cho ăn trưa thì bảo bà cũng lấy chỗ ăn. Mấy lúc lo gì mà? Mấy lúc lo gì? Đấy, bảo ăn chúa hàng một này to mà, bảo khoảng 2 cân mà. Đấy, lấy cái quả to mà ngon mà ăn. Chưa đi chào bò. Bà bảo là rất là cảm ơn Mỹ Linh là vợ chồng mua để cho chuối bà. Chuối tiêu các bác ạ, rất là ngon. Đấy, rất là mềm các bác nhá. Đây này, xanh xanh mà vỏ mềm. Ăn nó thì chùa, nó chùa chia cha bò. Đấy, bà một mình đấy các bác ạ, thương bà lắm. Thì trước thì Mỹ Linh cũng đã kể cho các bác xem là cái giường này thì là hàng xóm cho này. Còn những cái giường này, này là cái mà bà đang ngủ, là bà bảo là nửa đêm là nó bị con mọt ấy nó ăn, là nó bị gãy. Bà bảo lúc này nó bị gãy xong là bà còn bị triệu chân nữa, xong là bà giờ xuống giường, xong là cả giường đè xuống cho bà. Bà bảo là nghỉ được một tuần ở trong nhà bà không đi đâu được nữa, bà bảo thế các bác ạ. Cho nên là hàng xóm rất là thương bà, cho nên là cũng cho bà một cái giường cũ cũ để bà ngủ có chỗ ngủ tạm ở đây. Đấy, rất là thương bà, bởi vì trong cái giường này thì cũng nhìn cũng toàn là rải những cái này là cái nứa các bác. Đây là để rải những cái tấm này lên làm giường thôi. Đấy, trong cái giường này đấy đang rải hết lên rồi. Đấy, cho nên là cũng rất là thương bà. Đấy. Đấy, bà bảo là ăn xong một cái rồi nhưng mà vẫn còn đói, cho nên là mình lại bảo bà tiếp tục ăn đi, bởi vì chuối hôm nay rất là ngon, chuối tiêu các bác nhé, chín trên cây. Hôm nay thì đi qua đường thì là cũng thấy mấy chị em ở trong thôn bản ấy, người giấy ra bán, cho nên là Mỹ Linh cũng thương bà thì tiện thể thì hôm nay Mỹ Linh mua cho bà một nầy to to đây để cho bà ăn dần các bác ạ. Bà thì cũng chắc là rất là lâu rồi cũng không được ăn chuối nữa. Ta làm thế chén nó chưa chị cháu ở bò. Ta làm thế chỉ ta nó chị cháu nữa. Nhìn như mà nó chị cháu ở cho nha lò lò cho nha thì bông này tả chè. Chị cháu mùa nó tàu. À, ta không thấy ăn lẩu chỉ tao nó là chỉ tao nó chưa nó á. À, bà bảo là rất là lâu rồi không được ăn chúa rồi. À, chưa tao nó xong ly là hả u á. Ừ, tao nó xong chén nó chỉ cháo ly là một quả chỉ tao khứ ấy gì xong á. À, bà bảo là được 8 năm là không được ăn chúa rồi các bác ạ. Bà bảo từ khi mà 8 năm nay là không đi chợ nữa, cho nên là không mua được chua ăn. Đấy, là bà nghỉ là được 8 năm nay là không đi chợ rồi. Bởi vì bà bảo từ đây đi chợ là 17 cây các bác nhé. Bởi vì cây số là ở ngoài ngoài đường ngoài kia là đi chợ là 17 cây. Đấy là mới đến chợ, cho nên là bà không có xe nữa, đi bộ thì bà lại không đi được ấy. Cho nên là bà cũng không được ăn cái đồ ngon nữa. Thế thì hôm nào hẹn bà là lần sau thì mình vào đây thì mình sẽ mua cho bà một ít đồ ăn chín hay là những cái đồ ăn mà mềm mềm ấy. Bởi vì bà không có răng ở các bác ạ. Đấy, bà ăn đồ mềm thôi, ăn đồ cứng thì bà sẽ không ăn được. Đấy, bánh kẹo thì chắc là bà không ăn được đâu. Còn bà chỉ ăn được những đồ mềm, những thức ăn mà cháo hay là cơm gạo hay là những cái đồ rất là mềm. Đấy, cho nên là bà hôm nay là cũng không ăn được gì, cho nên bà cũng phải là luộc một cái quả bí quả su su rất là dừ các bác ạ. Đấy, cho nên là bà mới ăn được. Đấy, ở đây thì là bà cũng không có thịt các bác nhá, mỗi cơm thôi. Đấy, mỗi cơm với quả su su thôi. Đấy, chứ bà không có gì ở trong một cái nhà này luôn. Đấy, đồ thì chỉ có hai cái tô này và một cái nồi nấu cơm. Đây là một cái nồi bỏ trống ở đây nữa. Ở đây cũng là một cái nồi rau nữa các bác. Đây này. Đấy, một nồi rau ở đây nữa. Nước ngoài ra thì là không có gì, còn ở đây thì là có còn mấy quả su su ở trong này, bà vừa đi xin về đấy. Đấy. Đấy, bà bảo là đấy hàng xóm cũng thương bà cho nên là cũng cho bà được mấy quả su su để bà nấu cơm ăn, bởi vì thật sự là trong này thì bà rất là nhiều khổ các bác. Thế cho nên là không biết là tin tới này mùa đông về thì bà chăn mà không có mà đáp thì thật sự rất là lạnh, bởi vì các bác xem là những cái gối bà không có gì lấy như cái này để làm giường này đấy.
các bác xem. Đấy, đấy, bà bảo là cái này không, tấm này không đủ cho nên bà cũng phải lấy cái cả một cái tấm ni lông để làm gối rồi. Đấy, để đấy. À, đấy, cho nên là bà bảo cái này cũng phải đi xin về. Đấy, cho nên là rất là thương bà các bác ạ. Ở đây thì thực sự thương bà lắm. Đây là bà có treo được hai cái thìa ở đây. Đây, đây là hai cái thìa để ăn cơm. Đấy, cho nên là trong nhà này thì không có một cái gì rồi. Cái nhà này rất là thấp các bác nhá. Đây, mình liệt thỏ tay phát là đến cái tận cái sàn luôn. Đấy, cái này chỉ cao tầm khoảng 2 mét thôi. Đấy, cho nên là trong nhà này thì không có một cái gì để tả nữa. Bởi vì mọi thứ xung quanh thì mình cũng giờ như thế này thì các bác cũng xem hết tất cả những cái vị trí của bà rồi. Đấy, không có gì để mình tả hơn nữa. Bởi vì tất cả mọi thứ là sẽ không có một cái gì luôn ở trong cái nhà này các bác nhá. Đấy, rất là thương bà. Bà thì năm nay bà cũng khá là già tuổi rồi. Đấy, bà 80 mấy rồi các bác nhá. Cho nên là bà sống một mình ở đây. Đấy, không rất là thương. Mỹ Linh đứng ở ngoài này quay thì đây, Mỹ Linh đang đứng ở ngoài quay thì mới quay được như này, nhưng Mỹ Linh vào trong nhà ngồi thì lại sát bà quá. Bởi vì trong cái nhà rất là hẹp các bác ạ. Đây này, tất cả những cái cửa, những cái này là quay, này là quay củi, này là bà lấy về để nấu cơm. Đấy, tất cả những mấy tôn nhà đi rất là thấp luôn, xung quanh nhà này không có một cái gì cả. Đây, không có cái gì các bác nhá. Nhà thì thấp bé nhỏ tí luôn. Đấy, rất là thương bà các bác. Cho nên là rất là thương, không biết là bà cũng khá già rồi, không nuôi được một con vật gì nữa. Ủa, nó này ăn lẩu quá chị lò. Chị Ua. Chị lâu lâu chị nhớ đi chị. Chị mới nè khoa chờ lộ một cái thử một cái. Thế chị mới thử chết tôi vô. À. Nó chị vừa mẹ khoa nó. Nó một tôn mình nhìn tê má và đổ tê tê. À. Bà bảo là ở đây thì là cũng không có đất đai. À, cho nên là cũng không biết đi đâu làm gì các bác ạ. Bà bảo là chỉ ở nhà linh quanh để đi lên trên mặt đường xong lại xuống, xong là đi thăm hàng xóm linh tinh xong lại về đây ngủ thôi. Chứ bà là không biết làm cái gì. Bởi vì là đất đây với lại bà cũng khá già rồi ấy, cho nên là cũng không trồng trọt được gì. Bà cũng không nuôi được con vật gì cả. Thế cho nên là bà bảo là chỉ ở trong nhà như vậy thôi. Thế cho nên cũng rất là thương bà các bác ạ. Thương bác nhiều lắm. Bởi vì ông thì cũng mất rất là lâu rồi. Ông mà bà năm nay là 80, hơn 80 tuổi rồi. Ông thì 50 tuổi là ông mất. Trước là, thế phía trước thì mình vào đây thì bà có kể như vậy. Là ông được 50 tuổi là ông mất rồi. Thế bà đến năm nay hơn 80 tuổi. Đấy thì là bà mới ở một mình như vậy thôi. Còn con cái thì là bà trước bà có kể là về lấy ông thì là bà ngày xưa là không có con ấy. Ông với bà không có con cái gì ấy. Với lại không có con nào để nhận về con nuôi nữa. Cho nên là bà sống đến tận như vậy. Hiện tại thì có một mình bà thôi các bác ạ. Vậy mình thì cũng về lấy chúa cho bà ăn nữa rồi. Con nói là cũng chưa cơm trưa các bác ạ. Cho nên là bà cũng phải ăn hai quả chuối xong rồi vẫn chưa no đấy. Cho nên là bà tiếp tục ăn trưa. Sáng nay thì bà là nấu ăn sáng thì bà ăn được một nửa cơm đây rồi. Bây giờ cơm còn một nửa. Thế chỉ còn mỗi su su các bác ạ. Đây không phải thịt nhá. Đây là su su. Trở hơi tối một tí. Đây là su su này. Với lại đây là rau xanh thôi. Thế cho nên là rất là thương bà không có một cái gì ăn luôn. Đấy, cái này là cũng không phải mớ được các bác nhá. Đây là bạc luộc cái rau bí này lên là cho muối vào thôi. Cho muối vào là bà thành đồ ăn mặn thì mới ăn được cơm thôi. Đấy, rất là thương các bác ạ. Đây là trong nhà thì Mỹ Linh ngồi này thì gần bà quá. Nghĩa ra ngoài để quay nhìn hết hoàn cảnh của bà thì toàn cảnh của bà thì Mỹ Linh phải đứng ở ngoài thôi. Bởi vì trong nhà rất là hẹp. Cho nên Mỹ Linh phải ra ngoài thì mới nhìn thấy, mới chụp được hết toàn cảnh của bà cho các bác xem. Đây Mỹ Linh phải đứng ở ngoài này. Đấy, phải ra khỏi cửa như này. Ra khỏi cửa như này thì các bác mới thấy hết toàn cảnh khi bán cơm. Đấy, rất là thương bà các bác ạ. Bán mới cơm với rau thôi, không có gì cả. Thế bà có nói là nấu được một nồi cơm này. Ý cái món đi nhau tao tàu ớt tảnh đi á. Ý cái món thì mà thì thú sư nhà lâu chỉ khá lũ rồi mà nó tê tảnh hay thì tàu. Ờ, bé tảnh á. À, bà có nói là Mỹ Linh có hỏi là thế một nồi cơm này bán được mấy bữa?
Bà bảo thì năm lúc thì là do là cũng tuổi già nữa, cộng thêm là cái không có mỡ với lại thịt nữa, cho nên là bà có nói là có khi một nồi cơm này bà ăn 3 bữa. Bà bảo là nấu ăn sáng này, ăn trưa và ăn tối thì mới hết được một nồi cơm các bác ạ. Bởi vì là không có đồ ăn mặn, bởi vì không có thịt thà các thứ ấy, với lại không có mỡ xào rau ấy, cho nên là bà ăn nhạt như vậy. Thì năm lúc bà cũng ăn một nồi cơm như này là bà ăn được 3 bữa đấy, đó là thường bà các bác ạ, ăn bữa cơm với rau thôi. Cho nên là cũng rất là thương bà, bởi vì xung quanh ở đây thì cũng không có gì để mỹ linh tả các bác nhé, chỉ mới cơm rau với bà thôi. Bà có nói là thức phim trước thì Mỹ Linh vào đây thì cũng tâm sự với bà, sau đó bà có nói là khi Mỹ Linh ra về bà bảo bà khóc rất là nhiều, bà bảo là thương Mỹ Linh vào đây cũng coi như là đứa con ấy, nên cho nên bà bảo rất là thương. Mà bà bảo là tại sao số phận của bà lại ngày xưa lại lấy chồng lại không có con các bác ạ, cho nên là bà vừa kể chuyện như vậy, cho nên rất là thương bà. Bà thì cũng vừa ăn cơm xong rồi, cho nên là bà cũng vừa ngồi lên trên giường. Thế bà bảo là cũng khóc rất là nhiều khi mà nhìn thấy Mỹ Linh vào đây. Bà bảo là rất là lâu rồi, một năm nay thì cũng không có ai vào thăm bà. Đấy, bà coi như Mỹ Linh là một người con. Đấy, bà bảo là tại sao số phận của bà lại không sinh ra được một người con trai hay là con gái như vậy. Cho nên bà rất là buồn. Và bà còn nói là hôm nọ là bà khóc rất là nhiều các bác ạ. Đây, bà nước mắt cũng chuẩn bị rơi rồi, cho nên là rất là thương bà. Đấy, bởi vì là bà sống có một mình ở đây đó, bà đấy năm nay cũng bác thì cũng hơn 80 tuổi rồi, cho nên rất là thương bà các bác ạ. Cho nên Mỹ Linh ở đây thì mới là đứng ở ngoài quay các bác xem, ở trong nhà thì bà cái nhà này nhỏ quá, thế cho nên là rất là thương bà các bác ạ. Không biết nói gì để cho các bác hiểu hơn là ngoài là cái công việc là nhờ quý mạnh thường quân để ủng hộ giúp đỡ bà một ít kinh phí để cho bà có cái miếng cơm manh áo để cho bà ăn. Đấy, bà khóc à các bác ạ. Đấy, cho nên là rất là thương bà, rất là mong muốn được sự giúp đỡ của các bác để cho bà thoát khỏi những cái hoàn cảnh không có một cái gì ăn ở đây này. Đấy là rất là mong muốn được ủng hộ của cô bác anh chị là cho ý ủng hộ bà ít kinh phí để bà mua gạo thôi. Bà mua gạo với bà mua ít mì, ít phở về ăn thôi. Bởi vì bà cũng không có răng nữa, bà cũng khá là già rồi ấy, cho nên là phải mua ăn đồ mềm đó, còn bánh kẹo thì bà không ăn được các bác nhé. Đó, cho nên là cũng rất là thương bà như vậy. Mua sạch chè. Mua chè nó thế hả? Mua thả của tao đi mà khi mua kia cho thằng chú tiền thằng tua tôi là tôi dù tua là mi mà gia sản đi mà chỉ bao mua mà chỉ nhớ thì mà mù chỉ tàu kê mà mù mình chỉ là tổ thế cho khác của nạn này chứ. Bà có nói là bà bị cũng bị đau từ cái khớp đầu gối nữa, sau này lại kéo lên đi đằng sau lưng và hai cánh tay nữa các bác ạ. Cho nên là bà bảo cứ đi lên quanh từ trên mặt đường, xong là đây mặt đường trên này này toàn cỏ bò đây. Đấy, bà cứ đi cái đường xuống núi linh tinh đi tinh đi, xong rồi bà bảo cứ đi lòng vòng đây, xong bà lại tiếp tục quay về thì nó đỡ đau hơn một chút. Nếu mà bà bảo là ở trong nhà thì còn đau nữa, cho nên là bà cũng phải đi lồng vòng ở đây như kiểu mình đi thể dục các bác ạ, thì mới đỡ đau hơn một chút. Bởi vì ở đây thì bà không có anh em và không có người thân để đi chơi hay là đi tham ấy,
cho nên bà cứ đi lùng bồng như vậy là cho hết năm hết tháng bà phải kể chuyện như vậy các bác ạ, cho nên rất là thương bà. Đấy, cho nên để cũng không biết giúp đỡ gì được bà ngoài gọi là Mỹ Linh mình dặn kêu gọi quý mệnh thường quân cũng như là các nhà hảo tâm thì luôn luôn giúp đỡ bà, bởi vì bà năm nay thì cũng khá là già rồi. Đấy, bác thì cũng trên 80 tuổi rồi, cho nên là cũng không có cái gì để bác chăn nuôi hay là đủ tuổi để đi lao động nữa, cho nên là rất là mong muốn được sự ủng hộ của các bác để giúp đỡ cho bà, bởi vì cái nhà này rất là bé các bác, cái nhà này chỉ 2 mét thôi, trong nhà này rộng 2 mét vuông thôi nhé. Đấy, từ đây ra kia cũng 2 mét mà từ sang bên này còn chưa đường là 2 mét nữa, bởi vì rất là hẹp. Đấy, cho nên rất là thương bà các bác ạ, cho nên là mình sẽ ghi hình đến đây và để hẹn bà là lần sau nữa thì mình sẽ tiếp tục vào thăm bà và mua ít đồ về cho bà các bác ạ. Với liên má lo nhó chia thật thú tua mẫu mà chắc là xóa lo. Thế thật thì kia tụi mình thấy này tụi mình thấy này nấy hồ ớt tụi mình tì rồi mùa này. Ừ, tì này. Mẹ tì rồi. Ừ. Ồ. Tụi mình vô ra này mình thảo rồi mong 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 ngàn này hồ. Ừ. 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 Chào chị Lê Chào. Đấy, bảo bà là hôm nào Mỹ Linh sẽ vào đây, bà có nói là cũng rất là lâu rồi các bác ạ, không có thị ăn nữa. Đấy, cho nên là cũng rất là mong muốn là lần sau Mỹ Linh vào đây thì sẽ mua tặng cho bà là một cân thịt lợn đen. Đấy, để cho bà vừa cũng là để có thịt ăn và cũng vừa để có mớ xào rau, bởi vì bà có nói là chỉ ăn cơm chay với lại rau xanh thôi, với lại quả xú xú lên xào luộc lên thì chỉ cho muối vào chứ không có mỡ. Đấy, cho nên là rất là thương bà các bác ạ, cho nên là chuyến sau thì mình sẽ ủng hộ là sẽ mua ít đồ về cho bà các bác nhé. Cho nên là mình sẽ ghi hình đến đây, mình sẽ xin tạm dừng video và hẹn các bác hết tới video tiếp theo vậy nhé. Mà liên nhau bỏ chứ mùa chứ mà tổ thọ thứ nhất tôi một chuyện nhau treo thêm một đuôi rồi tỏ ra đây rồi ông mắc khi một liên má lo nhau đây là lo mà lo nhau chị thọ thứ tôi mà số lo lo nhau hai ly ha lâu giờ nó sợ nhẹ chị chia cho này cho nhau chơi đi chà hai liệp po xin phép bà nhé, hiện tại vợ chồng Mỹ Linh sẽ tiếp tục đồng hành đi lên bản nữa các bác ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng sẽ tiếp tục đồng hành lên bản để tiếp tục đi ghi hình cũng như là đi thăm các cháu, các trẻ nhỏ mồ côi và các cụ già neo đơn nữa các bác nhé. Hiện tại thì sẽ đi qua đỉnh núi bên kia đi vào nữa, đi vào mấy thôn bản nữa các bác ạ. Hiện tại mình sẽ đang để mình tập trung đi được. Giờ mình sẽ xin tạm dừng tắt máy tại đây nhá.